Hoan nghênh đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn nắm được vận mệnh, công danh, sự nghiệp của mình trong năm. Quý vị thân mến, đừng coi thường con giáp này trong năm 2023 Quý Mão. Chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể. Bất kể cuộc sống của người khác ra sao, nhưng riêng quan sát này thì không bao lâu nữa sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi càng bị người đời chà đạp khinh thường, lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc, hậu vận vô cùng giàu có về cuối năm khiến nhiều người đỏ mắt. Vốn dĩ đời người trải qua nhiều giai đoạn mới thực sự trưởng thành, trời sinh mỗi người có một số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng. Chắc chắn sẽ có được sung sướng cả đời, ngược lại không ai phải khổ cũng sẽ phải chịu số phận lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong ít số những con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc vận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm trong năm 2023 Quý Mão. Có những người chỉ cần bước sang một vận mệnh khác sẽ thay đổi. Người xưa có nói, cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy trong 12 con giáp sẽ có những con giáp được trọn vẹn điều đó trong năm 2023. Bất kể cuộc sống của người khác ra sao, nhưng riêng Tân Hợi chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong giàu sang phú quý, không thiếu thứ gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vận trình của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm 2023 Quý Mão ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sau thường ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nam mạng trong năm 2023. Trong năm 2023, vận khí của người tuổi Tân Hợi không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, gia chủ cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này, cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân cũng rất xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Tân Hợi sinh năm 1971 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Âm, vận hạn Diêm Vương, hạn Tam Tai, gia chủ không phạm Tam Tai, hạn Hoàng Ốc không phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu rơi vào hạn Kim Lâu. Về địa chi, Hợi gặp Mão tại cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền và chuyện tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can Tân Âm Kim gặp quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Tân Hợi nếu có cơ hội thì nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 cần chú ý tháng Đinh Tị, tháng tư âm lịch, từ ngày 19 tháng 5 đến 17 tháng 6 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Tân Hợi. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Tân Hợi sinh năm 1971 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Tân Hợi sinh năm 1971 được gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước, sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ, nam giới được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc, thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tính duyên kỳ ngộ trong năm nay, người có sao này được kết tinh làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ và nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào lúc 7 đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Thái Âm đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng.
chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, oản, nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến, cùng với bài vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Lưu ý, tất cả lễ vật đều phải có màu vàng, trường hợp có màu khác thì gia chủ cần lấy giấy vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen bằng cách đeo trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng, màu chủ hành kim, để kim sinh thủy càng thêm tốt, điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn nữa. Gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 Nam Mạng năm nay gặp hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được có đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, dù lầm sàn lạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn Diêm Vương, sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều khi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm là rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung hạn Diêm Vương là hạn xấu đối với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn sao xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người đau ốm bệnh tật khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình như thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe theo lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh trình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tứ vi Tân Hợi sinh năm 1971 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1 đón xuân cùng gia đạo đầu năm, gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 Nam Mạng có tình cảm của thành viên trong nhà không được tốt. Tháng 2, tiền bạc gia chủ trong tháng này có sự tiêu pha, hao tán nhiều, bên cạnh đó sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong gia đình của gia chủ có người thân ở xa về trong tháng 3. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng 4 không được tốt, có thể bị đau ốm hoặc bệnh tật lâu ngày và khó khỏi. Tháng 5, di chuyển xe cộ trong tháng 5, gia chủ nên hết sức cẩn trọng, trong nhà tháng này có thể có người ốm đau bệnh tật. Tháng 6, gia chủ có tin vui trong họ hàng, anh em bạn bè ở trong tháng này. Đó có thể là việc hỷ tín, cưới xin, cũng có thể là thêm người. Tháng 7, trong tháng này, gia chủ chú ý cẩn thận di chuyển miền sông nước. Tháng 8, đây là tháng người sinh năm 1971 Nam Mạng, chú ý các vật sắc nhọn sao kéo đâm phải, hoặc chú ý đường ăn uống, tiêu hóa. Tháng 9, tháng này sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ đến với gia chủ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm, gia chủ đón nhiều tin vui trong anh em, họ hàng, nội tộc. Ngoài ra có thể gặp được người mong muốn ở trong tháng. Tổng kết tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, công việc của bản mệnh nhìn chung có những bước tiến triển tốt lành. Bạn có thể tìm được cơ hội khẳng định bản thân hoặc được quý nhân xuất hiện bên cạnh dìu dắt và giúp đỡ. Nhờ vậy, bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bản mệnh nên có những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn về mọi việc, đặc biệt là khi vướng mắc phải những khó khăn tạm thời. Tốt nhất hãy tâm sự với người bạn tin tưởng để có thể nhẹ nhõm hơn và nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Về tài chính, tử vi tuổi Tân Hợi năm 2023 Nam Mạng về đường tài lộc khá vượng, gia chủ nhận được giúp đỡ của nhiều người xung quanh, khách hàng, đối tác giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Đây là lúc bạn cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ để vượt lên. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, người tuổi này cũng chớ nên kiêu ngạo, khoe khoang, khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tìm cách hãm hại hoặc vướng vào chuyện thị phi không đáng có, phải dùng tiền mới giải quyết xong xuôi. Về sức khỏe, người tuổi Tân Hợi Nam Mạng bắt đầu cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình, đặc biệt là tạo một lối sống khoa học, ăn uống điều độ để tránh đau ốm. Bạn không nên có những suy nghĩ quá tiêu cực, bi quan, vì như vậy cũng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy luôn nghĩ thoáng hơn và bớt lo những chuyện bao đồng để tinh thần luôn sảng khoái.
Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quan, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971. Về tình cảm, gia đạo. Bước sang năm Quý Mão 2023, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Tân Hợi. Những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những chuyện quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong năm nay, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là chủ của gia đình, hãy luôn giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Tân Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Tân Hợi, qua đó quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.